Lần đầu tiên du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là quốc gia đứng đầu khu vực và là một trong 6 quốc gia hàng đầu thế giới có mức tăng trưởng du lịch cao. Tuy nhiên, lượng khách liên tục tăng cao cũng đã gây áp lực trở lại cho việc giữ chất lượng điểm đến. Vài năm trở lại đây, lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam có sự tăng trưởng đột phá. Riêng 9 tháng đầu năm đã có 11,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù lượng khách đến Việt Nam tăng cao, nhưng theo nhiều chuyên gia du lịch, doanh nghiệp, điều quan trọng là làm sao để khách chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn và có ấn tượng tốt về du lịch Việt lại vẫn là một bài toán khó. Cái hệ thống lưu trú của chúng ta cũng tương đối là tốt rồi. Sau những cái tính đồng bộ của toàn bộ cái dịch vụ như cơ sở hạ tầng, như nguồn nhân lực, chính nguồn nhân lực để phục vụ cái đối tượng khách đấy nó chưa được hoàn chỉnh. Mà khách trao đổi là ví dụ như là khách đi taxi, những cái taxi không có thương hiệu, ví dụ như một số taxi dù ấy, thì thường bị chặt chém, hoặc là đi xích lô, có thể là một đoạn từ đây 1-2 cây nhưng mà khách có thể phải trả đến 200-300 nghìn, hoặc là ví dụ khách mua đồ ăn ở bên ngoài đường, dứa hoặc quả chuối thì khách có thể phải trả đến 50 nghìn đến 100 nghìn. Đấy là điều mà khách cảm thấy rất là, khi mà cảm thấy bị lừa. Hơn 11 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng vừa qua được cho là con số ấn tượng về sự tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói. Thế nhưng xuất hiện một nghịch lý là lượng khách tăng nhanh nhưng số tiền chi tiêu của mỗi du khách đến Việt Nam lại chậm chân tại chỗ. Vì vậy, đóng góp của ngành du lịch cho ngành kinh tế không cao. Năm 2017, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 500.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp 7,9% GDP. Theo nghị quyết 08 của chính phủ, thì một trong những chi tiêu năm 2020, ngành du lịch phải đóng góp là trên 10% GDP và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Song để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Việt Nam còn rất nhiều khó khăn và thử thách, bởi điều quan trọng không chỉ là con số bao nhiêu lượt khách đến với Việt Nam, mà là hiệu quả của sự tăng trưởng bền vững. Chúng ta mới chỉ dừng lại được ở cái ăn uống và ngủ nghỉ, thì cái giá trị ở những cái đó là những cái gọi là gì, những cái thiết yếu, nhưng thiết yếu thì không bao giờ tạo nên giá trị lớn. Là một quốc gia ở vùng nhiệt đới, bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp khắp từ Bắc chí Nam, cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng Việt Nam vẫn chỉ là một địa chỉ khám phá chứ chưa phải là điểm đến nghỉ dưỡng của du khách quốc tế. Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, các khu nghỉ dưỡng còn tập trung ở các thành phố lớn, chủ yếu khai thác khách lưu trú. Việc phát triển các loại hình dịch vụ chưa được quan tâm đúng mức, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chậm đổi mới, cũng luôn là điều ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Chúng tôi có đề xuất là cố gắng chuyển hướng dần từ việc là ưu tiên phát triển về số lượng thì sẽ chuyển qua là ưu tiên phát triển về chất lượng khách du lịch. Đó là tập trung vào các cái thị trường khách du lịch quốc tế mà có chi trả cao cho ngành du lịch. Mức tăng trưởng cao trong ngành du lịch thực sự là một tín hiệu đáng mừng, thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, song song với bài toán về lợi nhuận, chính vì sự bùng nổ quá nhanh của du lịch tại một số địa phương đang tạo nên áp lực về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực. Tuy lượng khách cứ tăng trưởng mà những điểm nghẽn về hạ tầng không được giải quyết, chất lượng điểm đến sẽ giảm sẽ khiến du khách không muốn quay trở lại. Trước sự gia tăng đáng kể lượng khách vào cùng một thời điểm, Tổng cục Du lịch đã khuyến cáo các doanh nghiệp nên giãn khách, không nên tập trung đưa du khách đến những vùng đang có quá đông khách du lịch để khắc phục những vấn đề đang đặt ra. Chính quyền địa phương ở điểm đến cần phải có giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Ngành du lịch cũng cần sự chung tay của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội để du lịch phát triển đúng như kỳ vọng.